Xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Mai. Hôm nay mình sẽ đọc cho bạn nghe một bài viết mà mình đã từng viết. Bài viết có tên Phúc lắng nghe chính mình. Bạn biết không, đây là bài viết mà mình cảm thấy rất là tâm đắc. Đã đến lúc mình cần phải nhìn lại mọi thứ. Và bây giờ mình xin phép được đọc bài viết này. Mọi người cùng lắng nghe nhé. Phúc lắng nghe chính mình. Đã đến lúc mình cần phải dành thời gian để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, nhưng cần phải sống tốt với hiện tại. Sinh, lão, bệnh, tử, ai rồi cũng sẽ trải qua. Có sinh ắt có tử. Khép lại những nỗi buồn, mở lòng ra đón nhận những niềm vui mới. Vì chúng ta chỉ sống một lần thôi. Cứ sống tốt ở hiện tại. Lỡ mai này mình không còn cơ hội để sống thì sao? Là con người sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, ít nhiều gì chúng ta cũng có tình cảm. Mất đi rồi thì chắc chắn không sao tránh khỏi những đau buồn. Hãy cứ để cho cảm xúc được tuôn trào, đừng đè nén. Vì khi đè nén lâu ngày, chúng ta sẽ khó tìm lại được cảm xúc tự nhiên của một con người. Chỉ cần bản thân mình biết và hiểu rõ những gì mình đang làm là được. Ngoài kia họ nói gì kệ họ, đừng bận tâm. Làm chủ cảm xúc bản thân chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng không làm chủ được cảm xúc thì chúng ta sẽ rất khó để làm bất cứ việc gì. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải rõ những gì đang xảy ra ở thì hiện tại. Chết không phải là hết. Cuộc đời nó cũng như việc bạn đọc một trang sách, đến cuối trang thì khép lại và lật sang trang mới. Sống bao nhiêu năm trên đời, rồi đến lúc nào đó, khi vô thường đến thì khép lại mọi thứ ở thế giới này, rồi bước sang thế giới mới. Trước khi bước sang thế giới mới, mình đã làm được gì ở thì hiện tại? Mình đã để lại được gì cho cuộc đời này? Đó mới là điều quan trọng. Khi còn có thể, hãy cống hiến hết mình. Hãy sống tốt nhất có thể, để lúc nào đó khi bước sang thế giới mới, nhìn lại cảm thấy tự hào, hài lòng với những gì mình đã làm mới là giá trị của một đời người. Nỗi đã sống là cống hiến hết mình cho xã hội này. Một đời làm rất nhiều việc tốt, giúp đỡ rất nhiều người, là một người mẹ, người bà mẫu mực. Tuy nhiên, trong quá khứ, nội cũng từng gây tạo một số nghiệp chưa tốt nên phải trả nghiệp của mình. 3 năm qua, khi nhìn lại, chắc chắn nội cũng không có gì phải hối tiếc vì đã sống, làm việc và đã cống hiến hết mình cho cuộc sống này. Thời gian 3 năm đủ để nhìn lại, để bắt đầu sống cho bản thân mình đến ngày tạ thế. Nội đã ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản, không có gì phải lưu luyến. Khép lại tất cả thế giới này, nhẹ nhàng vui vẻ bước sang thế giới mới. Chắc chắn nội cũng sẽ tiếp tục cống hiến hết mình và làm nhiều việc thiện lành hơn nữa. Con tự hào về nội. Con cảm thấy rất may mắn khi được sống, được nội yêu thương. Cảm ơn nội vì tất cả. Công lao dưỡng dục của nội, con không thể nào đền đáp thế nào cho hết được ơn này. Nội yên nghỉ nhé. Nội mãi sống trong lòng tất cả chúng con. Trung Hoa. Thời gian rồi sẽ qua, con sẽ sống tốt hơn, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm của mình. Trung Nhi Linh Phước, Nguyễn Mai. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thank you.